đâu. Này, ăn cái này đi nhá. Sao lại làm móng giò nữa? Cả tuần nay bác cho cháu ăn móng giò cháu ngán tận cổ rồi. Cái bệnh đau chân của cháu này phải ăn móng giò mới khỏi được. Nào ăn đi, ăn. Cháu không ăn. Cô định đi đâu đấy? Tôi chẳng đi đâu cả, tôi chỉ cất đồ thôi. Cô cất đồ của cô thì cũng được, nhưng mà ít nhất thì cũng phải để lại đồ của tôi chứ. Đồ nào của chị? Chị đừng có liên thiên nhá. Đừng để tôi mách bác gái đấy. Cô có cần tôi mách hộ không? Mẹ ơi, mẹ. Có chuyện gì thế? Bác ạ, em Ly em định dọn đồ ra đi. Em mới cầm đồ của con mà bây giờ con đòi em mới không chịu trả. Đây là đồ của con mà. Bác, tôi không bắt cháu gì với cô cả. Cô đúng là đồ mặt dạng mày dày, mặt mâm đít nổi. Cô đã là người yêu cũ.